Hello, hello, chào mọi người nha. Chào, đầu tuần sức khỏe dồi dào. Nay mình làm live, làm neo đơn giản thôi. Nhưng mà cái là đơn giản, mình làm live đơn giản, mình chia sẻ những cái đơn giản cho anh chị em. Ok, giờ mà mời anh chị em vô xem nha. Giờ tình yêu sẽ làm cái màu này đẹp lắm, mình ombre nó đẹp. Rồi cho tí xíu ly quỳt vô nữa đây. Hello anh Tính khỏe khôn đó, đầu tuần là ăn uống vô lấy sức giữa nha. Đó, giờ mình làm hai cái màu này, để cái màu này là màu N17. Ok, màu này là màu N17. Khỏe không, khỏe không, mọi người khỏe không? Hôm nay đầu tuần mình làm live đồ chơi cho nó vui đó, chia sẻ nhau. Mấy bên tiểu bang nào chưa được đi làm thì vô coi để lấy thêm kinh nghiệm trở lại sau sau những ngày tháng đóng cửa, tay chân còn quýu quắm, vô coi để lấy lại kỹ thuật lấy lại kỹ thuật đó, để khi ra trận là không có bị lâm trận. Nói thì nói vậy thôi chứ cũng còn cứng cứng lắm. Về nhớ massage tay mềm dẻo nha. Nhớ anh chị em nào mà đi làm nail đó, chịu khó nha. Về massage cái ngón tay cái bên đây nè. Trời ơi nó nhức, lâu ngày không có làm á, làm lại nó nhức lắm. Anh chị em nhớ massage. Anh chị em thấy rõ không? Anh chị em thấy cái màu rõ không? Dâm ra chút cho thấy rõ nha. Đó, dâm cho xíu đi, cho nó xíu cho nó thấy rõ. Đó. Okay. Rồi cái màu này là cái màu N17. Còn cái màu này là màu soft white N2. Là màu trắng. À, mình trước khi mình ombre mình lấy ít thôi, mình bỏ lên đây. Anh chị em nào mà theo dõi tình yêu á, mà làm ombre đó là lúc nào tình yêu cũng làm hai cục hết á, không bao giờ làm một cục nha. Mình có nhiều người hỏi tại sao anh không làm một cục. À, đó là lý do tại sao mà mình đã nói tới nói lui rất là nhiều. À, đi làm lâu rồi em, đi làm ngày 8 rồi em. Đi làm được ngày 8 rồi. Đi làm mà vui gì em, đi làm là bắt buộc phải đi làm thôi, chứ còn vui là ở nhà mới vui chứ, ở nhà ăn chơi sa đọa mới vui chứ. Đi làm sao vui được, đi làm buồn cũng chết. Ăn chơi ở nhà mới đẹp, ăn chơi ở nhà mới sướng chứ. Mới gọi là vui chứ, karaoke ăn nhậu mỗi ngày mới vui. Còn đi làm mà nó buồn lắm. Anh chị em thấy cái hai cái màu này không? Rất là tuyệt vời nha. Anh chị em nào thấy không? Rất là đẹp. Cho nên là cố gắng làm sao mà cho nó ra ombre giống như vậy. Nó loang. À, nó chịu khó. Ví dụ nó hơi chảy. Buổi sáng nó hơi chảy. Mình chút thì mình nhớ vuốt nó vô. Đừng cho nó lem ra ngoài. Tí mình vuốt nó không có cực. Ok. Mở cửa làm ok em, cũng ok. Nói chung là mình lấy hẹn thôi, mình làm lấy hẹn thôi chứ mình không có lấy walk in nha anh chị em. Mình lấy hẹn lên mình làm đó, anh chị em nhớ bỏ tí bột liu lên cho nó đẹp. Hello Thánh Thùng Nguyễn, hello bé Huệ, hello. Nhớ cố gắng. Cái màu này là màu N17. Màu này là cái màu để người ta làm ombre đó, nhưng mình lấy làm ở dưới. Làm hẹn hết hẹn về hả? Đó. Đúng rồi, làm hẹn là hết hẹn là đúng giờ là về thôi. Nhưng mà cũng giống như là mình đi làm thường vậy thôi, mình cũng lấy hẹn cuối ngày chứ đâu, mình đâu có lấy hẹn nửa ngày đâu. Mình cũng phải lấy hết chứ. Vuốt vô cho nó ấy. Cái móng này là móng square nha anh chị em. Còn không phải nghề nail nhưng con thấy chú làm con nghiền. Ôi trời ơi, phải chi chú ngày xưa mà chú Sike đưa cho con nghiền cũng đỡ. Cảm ơn con nha. Trời ơi con nói nghe cảm động quá. Làm chú có phấn, làm chú cho có động lực làm nail, làm thêm nghề nữa.
Mấy cái màu này là anh chị em thích nè, mấy cái này nó nhã nhặn lắm, nó rất là nhã nhặn. Ok, nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là nhã nhặn. Cho có những cái màu này, anh chị em nào mà làm nail á, mà thích những cái màu nhã nhặn, anh chị em phối mấy cái màu này rất là đẹp. Mấy cái màu này là Tình Yêu cũng phối nhiều lắm rồi, nhưng mà Tình Yêu ít khi nào làm live mấy cái màu này, cho nên làm live cho anh chị em coi. Hello, hello Nguyễn Gia, hello Cao Tươi, Cao Trang, hello Nguyễn Xuân Mai nha, hello mọi người. Anh chị em Tình Yêu xin chào anh chị em mới vô. Nhớ cố gắng lấy hai cục, lấy ít thôi. Tại vì sao mình phải lấy ít, lấy nhiều quá nó dư quá mình không biết đi đâu đó, nó dư quá mình không biết nó đi đâu hết. Cho nên nó, nếu mà lấy nhiều quá nó sẽ loang xuống đây, nó bị che đi cái màu then của mình. Ok, anh chị em thấy không, thấy nó màu rất là nhã nhặn không, nó rất là đẹp. Dạ, đi làm thì mệt chứ đi làm đâu có vui. Đi làm nó mệt lắm, đi làm mà ngồi giũa từ sáng tới chiều nó mệt chứ, ở nhà mới vui chứ. Ở nhà là được đi câu cá nè, được đi lung tung lang tang nè, đó nó mới vui chứ. Còn đi làm là buồn, đi làm nó mệt lắm mà. Hello em yêu, chào Khanh Lê nhé. Dạ cảm ơn. Bột bên đó, bột làm bên đó dẻo nhìn ghiền. Đúng rồi anh chị em, tại vì không phải là bột nha anh chị em, không phải bột nó dẻo, mà do cái liquid này nè, do cái liquid đây Tình Yêu đang xài nè. Cái liquid này á là liquid EMA. Ok, mình giải thích chút xíu cho anh chị em hiểu. Cái liquid này nó làm cho cái bột nó dẻo, chứ không phải là bột nó dẻo đâu nhá. Anh chị em phải hiểu được vấn đề là bột nó dẻo là do cái nước liquid này nè. Ok, nó làm cho cái bột nó bị dẻo. Đó, anh chị em nào đừng bao giờ xài cái liquid MMA nữa. Bây giờ đâu có ai còn cái loại liquid MMA nữa. Anh chị em cố gắng xài cái liquid EMA. EMA á, nó rất là tốt. Thứ nhất là nó không có vàng bột nè. Ok. Thứ hai là nó làm cho dạng nó dẻo bột nè. Và thứ ba nữa là nó làm cho chắc, ít khi nào bị hở. Tại vì sao? Bột nó dẻo thì đương nhiên là bột nó sẽ làm cho cái nền chắc hơn, cái một nó chắc hơn đó, cho nên là nó không có bị lip nhiều đó. Anh chị em phải hiểu nha, nhớ nha, nhớ cố gắng đừng có xài cái loại liquid MMA nữa. Liquid MMA giá tiền rất là rẻ, chỉ có 30 hoặc 35 đồng một gallon thôi, còn cái này nó tới 100 đồng, có chỗ thì bán tới 90, có chỗ bán 100, có chỗ bán tới trăm mấy luôn. Đó, chỗ ở xa thì nó mắc hơn, ở gần thì ở gần những khu Việt Nam, chẳng hạn như ở Houston của Tình Yêu nè, là thì khoảng 90 hoặc là có chỗ thì bán rẻ hơn chút, 85 đồng, 90 đồng một gallon. Mua về xài, thứ nhất là nó không có hại về sức khỏe cho mình nhiều. Nó cũng hơi hôi, nói chung là liquid là nó phải hôi thôi. Nhưng mà cái hôi của nó rất là nhẹ nhàng, chứ nó không có hắc gắt. Ok. Đó. Nhớ lấy hai cục, Tình Yêu lấy hai cục rất là nhỏ, Tình Yêu vuốt, tại khi mình vuốt như vậy á, nó không có chồng lên nhau. Cái cục nhỏ nó không có chồng lên nhau, không thấy không? Thấy cái màu ombre nó đẹp không? Thấy không? Nhìn sát vô nhìn nó phê lắm, nhìn nó đã lắm. Ok, nhìn nó phê lắm, nhìn nó sướng con mắt luôn. Đó anh chị em. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ mình bỏ một tí bột lia lên đây, nhớ bỏ một tí xíu bột lia lên nè, bột lia bỏ lên để phủ lại hai cái màu này nha, để phủ lại hai cái màu này, khi nó ra nó mình vuỗ nó không có bay cái màu trắng ở trên, để cho nó đẹp, nó đẹp, nó làm cho loang cái màu. Rồi bây giờ mình làm hai cái ngón design này, Tình Yêu sẽ chia sẻ cho anh chị em nào mà mới không biết làm bằng cọ. Tình Yêu sẽ dùng cái này, Tình Yêu cắt cho anh chị em coi ha. Bây giờ nè, bây giờ mình bỏ cục bột, ví dụ như bây giờ mình làm đi, mình không biết làm, mình lấy một cục bột nè, mình làm theo cái kiểu của mình là không biết làm. Ok, không biết làm nghĩa là giờ mình lấy một cục mình bỏ lên, mình làm giống như full set gì đó, mình đáy cục bột, mình lo cục bột nè, mình lo cục bột. Ok, mình lo cục bột, mình kéo xuống giống như mình đắp full set gì đó, mình cho bột nó hơi dày dày một chút đó. Rồi mình kéo xuống nè, thấy chưa?
Thí dụ thường thường á, là tình yêu dùng cái cọ tình yêu làm luôn, còn cái này tình yêu chia sẻ cho anh chị em nào mà không biết làm cái kiểu này thì anh chị em cố gắng dùng cái miếng đó đó nè, đợi cho nó hơi khô khô một chút, ok, đợi cho nó hơi khô khô một chút, anh chị em dùng cái miếng này anh chị em cắt, nhưng mà không cần phải làm dày lắm, tại vì mình tí xíu mình bỏ lia đờ lên thì mình phải cố gắng mình bỏ một lớp bột lia mỏng nữa, cho nên anh chị em cố gắng là khi mình cắt là mình nghiêng qua nè, là mình nghiêng qua là thấy chưa, thấy nghiêng không. Cái khu con ở mấy người làm nail ai cũng mê chú luôn. Có ai có em nào đẹp gái không con, vì cưới chú làm chồng với chú đang ế. Ok, bây giờ nhớ cố gắng nè, cắt bên đây nè, nhớ không, cắt nghiêng qua nè, nghiêng qua bên đây, cắt cao lên đây chút nè, thấy chưa, cắt nè, cắt bên đây một đường, thấy chưa. Rồi lấy cục bột ra nè, lấy cục bột ra chùi ra. Ví dụ mình muốn cái này nè, mình cắt cái này một miếng nữa, mình lấy cái miếng bên đây nè, mình cắt cái miếng bên góc này nè, đó, cắt cái miếng bên góc nè, sẽ cắt cho nó cao lên nè, thấy chưa, đó, cắt cho nó cao lên rồi lấy cái miếng này ra. À, lấy cái miếng này ra thì nó cạo bên đây đâu, mình đưa bên đây, mình cắt bên đây, mình nghiêng qua mình cắt bên đây, cắt nghiêng vô. À, rồi mình lấy cái này, mình lấy cái này mình cắt cái này đây. À, cắt ở đây xong rồi mình cắt cái này một chút xíu nữa, đó là nó ra, thấy nó ra không, thấy anh chị em thấy nó ra không, nó ra cái khuôn cho mình. Tí xíu mình làm gì nữa, mình còn làm thêm một cái nữa là sao, để tí xíu nữa mình sẽ chỉ tiếp tục. Ok, mình làm ngón bên đây. Anh chị em nào không biết làm kiểu này thì anh chị em phải dùng cái kiểu này làm cho tình yêu, nó đơn giản cho anh chị em thôi, nhưng mà làm rất là ok. Nhớ cố gắng đắp cục bột cho nó đều từ trong ra ngoài. Đó, nó đắp bột từ trong ra ngoài nha. Đều giống như mình đắp một cục phun xếp gì đó, mình cố gắng mình làm đừng có dày quá nha. Nhớ đừng có dày quá, mình cho nó còn hơi mỏng một chút, để tí xíu mình còn bỏ một lớp bột lia lên nữa. Anh chị em làm, anh chị em phải canh cái cục bột làm sao cho nó vừa cái tay của khách hàng, để không có dày lắm mà cũng không có mỏng lắm, ok, do cái cặp mắt của mình. Đó là những người thợ nail càng phải làm. Rồi tới đây mình ngưng, đó, mình ngưng cái cục bột cho nó hơi ráo lại đã, cho nó ráo lại là xong là mình mới cắt. Cục bột nó ráo mình mới cắt được nha, chứ nó ướt là mình cắt nó bị méo, nó không có đẹp. Rồi anh chị em thấy rõ không, thấy nhớ rõ không, tí xíu mình vữa sơ một cái nữa là anh chị em lấy tiền thôi, là bỏ màu, bỏ cái design lên đây, đơn giản không, đơn giản mà làm lấy ra tiền. À, em thấy sao mỗi lần em cắt xong nó dày kinh. Ồ, tại do em đắp bột dày quá Thảo, em đắp bột mỏng lại cho sư phụ đi, đừng có đắp bột dày quá, tại em đắp bột dày quá là nó sẽ bị dày, nó dày quá là hồi em vũa là nó cực nè. Nhớ cố gắng nghiêng qua nè, nghiêng nè, thấy nó nghiêng cái miếng không, nghiêng cái miếng cắt nè, nghiêng qua, nghiêng nè, nghiêng nè, nghiêng cắt đó, nghiêng qua cắt nè, cắt qua bên đây một miếng, lấy cục bột ra, xong rồi mình làm gì, xong rồi mình làm thêm một cái nữa là mình phải nghiêng cái miếng này nè, mình cắt ngay cái góc này nè, thấy cái góc không, là mình cắt thêm một lần ra, giờ đó cho nó lấy cái bột ra, để tí xíu mình bỏ cái ôm cái này nó cao lên nó mới đẹp được, cho nó ngắn quá nó không đẹp nha. Rồi nghiêng qua bên đây một cái nữa, nghiêng qua, nghiêng cái miếng này, ngang cắt ngay chính giữa nè, thấy nó cái miếng nó nằm ngay chính giữa không, đó. Rồi nghiêng qua cắt, rồi nghiêng bên đây cắt cái chỗ miếng này nữa, đó, nghiêng qua cắt chỗ này, see, lấy miếng bột ra, rồi cắt ngay cái chỗ này, miếng cái chỗ nhọn này nè, cho cắt ra đi, đừng có để nó nhọn đó, tí xíu mình vuỗ lại thôi. Rồi bây giờ mình làm xong rồi, ok, rồi mình dùng cái cọ nè, mình dùng cái vuỗ nè, mình dùng cái vuỗ nè, mình vuỗ nè, vuỗ nè, anh chị em thấy không, thấy tình yêu, vuỗ lại không, vuỗ lại cho nó đẹp nè, xí đó, vuỗ lại cho nó đều. Anh chị em nào mà làm không biết làm thì anh chị em đây là cái cách mà tình yêu chỉ cho anh chị em cái cách không biết làm nha. Còn cái người mà ta làm lành rồi đó là người ta sẽ dùng cọ người ta làm luôn cho nó lẹ. Còn mình không biết làm thì mình làm theo cái cách không biết làm. Đó, thấy nó đơn giản không? Đó là xong mình vuỗ lại thôi. Đó, mình vuỗ lại nè, đó, mình vuỗ lại cho nó đẹp nè, thấy chưa? Thấy ra đều không? Thấy nó đều không? Nè, đó, nó đều nè. Thấy chưa? Có ai comment? Không ai comment gì hết, coi thôi hả? Đọc quá trời luôn mà.
rồi giũa bên đây luôn nè, la giũa nè, la giũa lên nè, giũa lên cho nó đẹp, cho nó đều ra, để xin nhớ canh giũa cho nó đều, đó. Giũa lại cho nó đều. Thật sự ra mình giũa cái này nó mới đều được, chứ khi mình cắt cái cặp mắt của mình nó cũng không đều đâu. Mình giũa lại nó mới đều được, mình giũa lại cái móng nó mới đều. Cục bột nó chưa có khô, mình chưa có làm được, nó chưa có khô nữa thấy không? Mình chưa thấy nó chưa có khô, mình giũa nó khỏi bị nó bị lung lay nè, đợi cho nó khô chút đã. Sao mỗi lần con đắp bột hay bị thiếu hai bên và hay bị lúng ngay khóe? Ok, khi con đắp cục bột, con nhớ nè, khi con đắp cục bột con bị thiếu hai bên là do con không thấy đường. Cho nên khi con đắp cục bột lên là con phải bẻ cái tay người ta qua như vậy. Nè, bẻ cái tay qua, xoay cái tay người ta qua như vậy. Đó, bẻ cái tay người ta nghiêng qua, nghiêng lại, nghiêng qua, nghiêng lại, nghiêng qua, nghiêng lại. Để đắp cục bột cho mình thấy đường, mình mới thấy đường được chứ. Mình làm neo mà mình không thấy đường, mình cứ để cái móng mình để nằm yên như vậy, mình cứ vuốt cục bột thì cái cọ mình nó chỉ có tới đây thôi, nó không có cục bột mình nó không đi ra tới ngoài này. Cho nên mình phải nghiêng cái tay để khi mình đè cục bột mình đè nó ra cho hết cái cuticle, cho nó hai bên góc nó phải cho nó đừng có thiếu. Nhớ không? Tại vì do con không có nghiêng cái móng nè, không có nghiêng cái móng cho nên nó không thấy đường, cho nên mình làm nó bị thiếu hai bên. Ok. Đó là cái cần phải làm. Mình phải bắt buộc mình phải nghiêng cái móng tay của khách hàng để mình thấy đường mình làm chứ. Rồi, giũa xong rồi, bây giờ mình làm cái gì? Rồi, bây giờ mình phủi nó xuống nè, phủi bụi nó xuống chút. Rồi, bây giờ mình đắp bột lên. Nè, mình lấy cái màu vàng. Mình lấy cái màu vàng nè. Nè, mình bỏ bên đây. Thấy chưa? Mình bỏ lên. Đó, mình bỏ lên nè, xí. để tình yêu ha, coi đọc cái comment này coi. Mình và mình nhìn trên móng thật thì nhìn như nào cho nó thẳng. Ok, nhìn trên móng thật hả? Nhìn trên móng thật thì lúc nào ngón tay họ phải thẳng trước mặt mình, song song với cái lỗ mũi của mình. Thì cái móng tay họ thẳng, chứ đừng có để mình ngồi, tại do con người của mình á, người ta làm nail á, người ta hay ngồi bị nghiêng. Ok, cái móng tay của họ, ví dụ như mình hay ngồi bị nghiêng, cho nên mình nhìn á, cái độ nghiêng của nó, mình cứ tưởng nó thẳng, nhưng mà thật sự ra nó không có thẳng. Đó, nó không có thẳng đâu, nó sẽ bị méo đó. Nhớ, rồi bỏ hai màu lên, lúc nào cái ngón tay của họ lúc nào mình cũng để song song trước cái khuôn mặt của mình, và cái tư thế mình ngồi nó phải thẳng thì nó mới thấy được rõ được. Mình ví dụ như mình cố gắng mình để thẳng nè, nhưng là mình đừng có nghiêng ngón tay người ta qua vậy, nghiêng ngón tay qua vậy, mình nghiêng cái ngón tay người ta qua cái mình không thấy nó thẳng, cho nên mình thấy nó bị méo, khi mình làm xong rồi thấy nó bị méo nhá. Ok, rồi bây giờ mình bỏ tí xíu cái xíu clear lên đây, leader lên đây, bỏ chút xíu thôi. Đó, lấy cái hũ clear nè, mình bỏ lên chút đó, cho nó đẹp. Rồi mình cộng thêm mấy cái hộp leader của silver nữa. Đó. Mình thủ sẵn nè. Đó, mình để lên đây. Mình để lên đây. Mình thủ sẵn ở đó. Mình bỏ ít chút xíu thôi. Mình bỏ lên đây nè. Đó, cho nó đẹp. Đó, bỏ lên dậm nó ra. Rồi. Đấy chưa? Cho nó ra, cho nó đẹp. Rồi mình bỏ một tí xíu này lên nữa nè. Liệt cái silver lên nè. Cái kim tuyến silver lên đây. Đây là mấy cái cách đơn giản anh chị em. Mấy cái cách này rất là đơn giản. Mình dễ kiếm tiền nha. Mình làm một ngón design như vậy. Mình lấy 5 đồng. Đó, design đơn giản, thấy là ngón 5-7 đồng, ok luôn á. Không có gì mà lạ hết, không có gì mà khó hết. Thấy chưa? Rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Rồi, bỏ màu vàng lên. Bên góc bên đây. Đó, bỏ lên. Đẩy nó lên từ từ nè. Đẩy cái cục bột nó lên từ từ, đừng có gấp. Đó, đẩy nó bằng cái mũi cọ nè. Đẩy lên cho nó lên trên cao. Nó mới đẹp được. Rồi kéo xuống. Đó, kéo cục bột mình dậm cục bột ra. Đó, mình loan nó xuống luôn.
rồi mình lấy cái màu pink bên bên trên bên bên này mình bỏ qua bên đây, nó bỏ lên hòa lẫn vào nhau cho nó đẹp, nhìn nó lạ lạ con mắt thôi đó. À, em đắp hay bị xuống dưới móng. Ok, xuống dưới móng là lý do tại vì em cục bột em lấy quá bị ướt, nó bị chảy. Và em cứ vuốt như vậy, em cứ vuốt ngay bên bên chính giữa nhiều quá làm cho bột nó dồn hai bên hông thì nó chảy xuống dưới. Ok, nhớ cố gắng đừng bao giờ vuốt ở giữa nhiều, tình yêu chặn rất là kỹ. Anh chị em nào làm nail đừng bao giờ vuốt ở giữa mà nhớ cố gắng vuốt hai bên hông vô. Nhớ cố gắng là mình phải vuốt hai bên hông để cho bột nó dồn như chính giữa, nó không có bị chảy. Thứ nhất, nó không có bị chảy xuống dưới. Thứ hai nữa là cục bột nó rất là đẹp. Là lý do là tại sao? Là cục bột nó sẽ, nó làm cho bộ mô ở chính giữa, mình không cần phải tạo độ mô. Đó là cái natural của nó rồi, cái móng của, bản chất của cái móng của nó đã mô chính giữa rồi. Mà mình tạo cho nó mô nhiều hơn nữa thì cũng không tốt. Cho nên mình cố gắng, mình lấy cục bột vừa là mình vuốt hai bên vô thôi. Mình nhớ nghiêng cái móng tay người ta qua, nghiêng móng tay người ta lại rồi mình vuốt vô. Đừng bao giờ vuốt ở chính giữa. Tại vì do mình vuốt chính giữa nhiều quá, cục bột nó tràn ra hai bên hông, nó sẽ chạy xuống dưới cái móng. Ok. Đó là cái cách mình làm. Thứ hai nữa là khi mình lấy cục bột á, mình lấy cục bột mình cố gắng mình để cục bột nó hơi ráo là mình bỏ lên. Khi mình bỏ lên nó chảy cái mình nghiêng ngón tay nè, mình sợ nó chảy, nhiều quá cái mình nghiêng ngón tay xuống cái nó chảy ra bên đây, nó chảy ra bên ngoài. Ok, cho nên bột nó chảy xuống dưới. Cho nên anh chị em cố gắng làm sao đừng bao giờ lấy cục bột quá bị chảy. Rồi mình bỏ lên cái là tự động nó chảy một cái, nó chảy ra ngoài cái mình quýu quá mình không biết làm sao hết. Cái mình nghiêng cái móng xuống vậy cái nó chảy hai bên hông cái nó chảy vô nha. Rồi, bây giờ xong rồi mình làm gì? Bây giờ mình quay trở lại cái móng này, mình lấp một lớp bột clear nữa nè, một lớp bột clear từ trong ra ngoài nè. Đây, một lớp bột clear từ trong ra ngoài. Thấy chưa? Để mình bảo vệ, cái bột clear của mình. Ờ, không có thấy hả? Thấy không? Oh, sorry. Lo nói quá, không thấy gì hết. Giờ thấy chưa? Rồi, giờ mình bỏ một lớp bột ly ra ngoài, từ trong ra ngoài nè. Đó, bỏ một lớp bột ly từ trong, cuticle ra tới đầu móng luôn. Đó, mình vuỡ từ từ. Tại sao mà tình yêu không có bỏ bột ly liền biết không? Tại vì đợi cho cái nó khô, nó dính cái leader này lại. Chứ không, nếu mình bỏ lên liền thì bột leader, cái leader này nó sẽ chạy tùm lum hết. Tại vì nó đang còn chưa có dính lại trên cái móng. Mình bỏ cái leader lên, mình vuốt như vậy là nó sẽ chạy tùm lum hết. Ok. Nó chạy đi chỗ khác. Cho nên cái chỗ mình cần nó muốn giữ lại thì mình phải đợi mình quay lại, mình mới bỏ bột ly lên. Ok. Rồi, anh chị em nào có câu hỏi gì nữa không? Cứ đặt câu hỏi, nếu mà tình yêu thấy tình yêu sẽ trả lời. Rồi, cố gắng là khi mình làm mình vuốt nè, thấy tình yêu vuốt cục bột không? Lúc nào tình yêu cũng vuốt vô, thấy không? Cho nên cục bột không bao giờ nó chảy xuống dưới. Nhìn nè, khi mà tình yêu làm không bao giờ nó chảy xuống dưới nè, thấy chưa? Không bao giờ nó chảy xuống dưới là lý do là tại vì mình cứ vuốt ngay chính giữa nè. Nó chạy ra ngoài, thì mình sẽ bị bột nó bị chảy xuống dưới. Cho nên cố gắng mình cứ vuốt vô nè, vuốt cái đầu, vuốt cái hai bên hông này vô thôi, chính giữa tình yêu không có vuốt nha. Mà cục bột của mình cũng hơi ráo ráo một chút chứ đừng có ướt quá, nó sẽ bị chảy. Lê Trương, khi em vuốt hai bên mà em phải nghiêng cái móng nè, em nghiêng qua nè, em nghiêng lại nè. Ok, nhớ cố gắng cái móng của tay của người ta mình di chuyển được, thì mình phải bỏ cái móng tay của người ta nghiêng qua nghiêng lại đó. Chẳng hạn như anh bỏ cục bột lên, anh phải nghiêng cái móng qua nè, anh nghiêng cái móng lại anh mới thấy đường anh vuốt nè, thấy chưa? Chứ em đâu có thể nào em cứ để cái móng vậy, em cứ vuốt hai bên mà em không thấy đường đâu. Em phải thấy đường, em phải vuốt cái nghiêng tay qua, nghiêng tay lại, nghiêng qua, lại như vậy. Bây giờ còn móng cuối cùng, anh sẽ zoom ra cho anh chị em coi tình yêu lắp cục bột làm sao mà nó không chảy xuống dưới nè. Thứ nhất nè. Mình lấy cục bột lên, mình thấm xuống miếng giấy cho nó hơi khô cái đã. Đó, ok. Nè, mình bỏ lên nè, thấy bỏ lên cục bột nó nằm một chỗ. Nó phải nằm một chỗ cho mình. Rồi. Mình dùng cái miếng liquid nè, tự mình control lấy mình nè, lấy đưa cục bột vô nè, thấy không? Rồi anh tình yêu phải lo cái cục bột cuticle đẹp nè, đó, đẹp mà xong mình tình yêu kéo nè, nghiêng qua nè, nghiêng lại nè, thấy chưa, nghiêng qua nghiêng lại nó chảy nè. Nhưng mà nó chảy trong cái phạm vi của mình, không có chảy xuống dưới.
Anh chị em hiểu không? Đó, mình phải nghiêng qua nghiêng lại, bột nó hơi chảy thì mình ngưng cái tay lại, mình đừng có để nó chảy là vuốt qua là vuốt vô nè. Nè, vuốt vô nè. Nè, nó chảy ra ngoài là mình vuốt vô, nè, thấy chưa? Mình vuốt vô. Vuốt vô nè, đó nó chảy ra ngoài là mình đưa nó vô nè, thấy chưa? Thì cục bột nó chỉ nằm theo cái control của mình, cái sự control của mình thì nó không bao giờ nó chảy xuống dưới được. Đó, nó đâu có chảy xuống dưới đâu, mình nghiêng qua nghiêng lại nè, đó mình nghiêng qua nghiêng lại mình làm. Mình thấy được không? Đó. Mình đâu có thể nào để cho bột nó chảy xuống dưới. Đó, thấy chưa? Cục bột nó đi theo cái ý của mình nè, đó, thấy rõ không? Anh chị em thấy rõ không? Rồi bây giờ mình vuốt xong rồi, bây giờ mình làm gì? Đó, mình đưa vô nè. Mình đưa cái này vô nè. Đó, rồi xong mình lấy cục bột dư ra nè. Lấy cục bột dư ra nè. Đây cục bột dư. Rồi, mình dỡ cái móng lên mình coi nè, không bao giờ mà nó bị nằm xuống dưới. Đây. Cái móng tay của mình không bao giờ nó nằm bột ở dưới. Anh chị em thấy rõ không? Nó không có nằm ở dưới. Đúng không? Nhớ là như vậy thôi. Ok, rồi bây giờ mình giũa thôi. À. Chùi cái cọ cho sạch nè. Cái cọ của mình nè, mình chùi nhẹ thôi nè. Đó, mình chùi cái tay nè, mình đó, mình lấy cái tay của mình chùi cái cọ vô cái tờ giấy sạch. Rồi mình nhúng vô mình chùi qua, chùi lại, chùi qua, chùi lại, cái xếp mình nó đẹp rồi mình đem đi mình bỏ vô mình xài lại. À. Đi mài móng đi hả? À, mài phải có giờ chứ chứ bắt em đi mài, bắt em gái đi mài giờ này khuya rồi ai đâu còn móng đâu mài móng. Nhớ khi nào nè, một cái kinh nghiệm nữa là ví dụ như mình xài cái màu này, ok anh chị em nè, khi mà anh chị em xài cái màu này, anh chị em lỡ bây giờ nói thí dụ nha, anh chị em để như vậy đó, anh chị em làm xong rồi anh chị em lúc mà anh chị em đắp bột xong rồi anh chị em không, khi mà đóng nắp lại anh chị em hay bị đấm lộn, tự nhiên lấy cái nắp này đóng đại lên thôi đó, mình không có nhìn thấy, mình không có để ý, ok mình không có để ý cái nắp của nó sẽ bị lộn. Khi nào mình làm xong là cái màu này, ví dụ mình mở cái nắp ra nè, đó mình mở cái nắp nó ra như vậy, mình mở cái nắp ra như vậy, khi mình mở ra nè, mình mở cái nắp ra, mình bỏ dưới cái đít đó, bỏ dưới cái đít, thấy chưa, bỏ dưới cái đít đó. Rồi khi mình làm xong rồi mình trở lên là mình dỡ cái nắp lên, mình dặn nó là không bao giờ nó lộn cái nắp này qua màu này qua màu khác, nhớ nha. Đây là cũng là một cái bí quyết. À, cho nên khi mình mở nắp mình quay lại mình làm nè, đó là mình dỡ cái nắp lên là mình dặn cái cổ nó lại liền là không bao giờ nó lộn cái màu nào qua màu khác được đó. 10 lần tình yêu làm không bao giờ nó lộn, thấy chưa? Tình yêu lúc nào cũng đắp bột, tình yêu để cái nắp ở dưới, trong tình yêu bỏ lên, tình yêu đẩy cái nắp lại, là cái là không bao giờ nó lộn cái nắp này qua nắp khác nha. Cố gắng làm sao, đây là những cái cần thiết mình phải chia sẻ mà anh chị em ít có để ý vấn đề này, cho nên anh chị em cố gắng làm sao khi đắp màu. Tại sao có nhiều tiệm hỏi anh ơi em mua cái màu này mà sao nó khác cái màu lần trước em mua? Thật sự ra anh chị em đã đẩy lộn nắp rồi, cho nên anh chị em mua màu tình yêu pha không bao giờ lộn, mà chỉ có anh chị em xài nó lộn thôi. Nhớ cố gắng làm cái nắp ở dưới là mình phải để xuống dưới liền, đừng có để lung tung lang tang, như vậy thì nó sẽ không bao giờ lộn cái màu của mình nha. Rồi có câu hỏi gì không? Em hỏi loại cọ tốt nhất mình nên sử dụng là số như bạn. Tùy theo, như đối với tình yêu á, ok, đối với kinh nghiệm của tình yêu á thì tình yêu xài cái cọ số 14 là nó vừa. Tại vì sao? Ok, bây giờ mình nói đơn giản đi. Anh chị em xài cái cọ bự nó quen rồi. Nhưng mà khi anh chị em lấy cục bột ở ngón út này, anh chị em chỉ lấy cái góc này thôi à. Nó chỉ có lấy cái góc này thôi, anh chị em bỏ lên như vậy. Nó bự quá. Còn tình yêu là tình yêu lấy cục bột vừa đủ, số cọ số 14 là tình yêu làm nó thấy đường, thấy cái kia cổ còn nó bự quá, mình không có thấy được. Người ta làm là theo cái thói quen mà thôi. Cho nên mình làm cái cọ số 14 là cái cọ ok nhất. Ok. À, con hay bị
lấp ngay chăn bóng, hay bị lỗi chú chỉ con cách chân bóng không bị lỗi con hay bị líp là bị líp đó đúng không? Bị líp là lý do nè. Ok anh chị em nhớ cố gắng khi mình bỏ cái chân móng nè ngay chỗ cái da kia đi cò nè, mình bỏ cục bột cách xa một chút xíu, rồi mình dùng cái cọ mình đẩy cục bột lên rồi mình đập cục cọ, mình vuốt, mình vừa đập mình đập xong mình vuốt xuống để chi cho nó đừng có cao hơn cái kia đi cò. Cái cuticle của mình lúc nào nó cũng đủ bột và không bao giờ bị dày thì nó sẽ giữ được lâu. Thứ hai nữa là mình phải dũa cho kỹ nữa, mình phải dũa cho nó đẹp nữa, mình dũa nữa chứ không phải là lý do là một cái đắp bột không, mình phải dũa cho kỹ và mình phải cố gắng mình đắp bột làm sao thấy tình yêu đắp bột không. Thứ nhất là nó không có dày, thứ hai là cái cuticle của mình khi mình dũa sơ thôi là nó sẽ sạch, nó đẹp và nó sẽ chắc. Ok. Chất lượng bột và liquid có ảnh hưởng đến độ bền của móng không ạ? Con làm được hơn tuần mà móng khách bị. Tất nhiên rồi Bùi Thủy, tất nhiên là nó phải ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì chất lượng bột và liquid mà nó good là nó chiếm ít nhất tỷ lệ phải 6-70%. Ok, đó là những cái sản phẩm tốt. Còn mình mua những cái sản phẩm bây giờ mình có làm giỏi cỡ nào mà cái sản phẩm nó dở thì bỏ tay. Đó là giống như bây giờ Bây giờ nói đơn giản thôi. Bây giờ mình muốn chạy nhanh thiệt nhanh mà cái xe mình nó dởm, mình đâu có thể nào mình chạy lẹ được. Bây giờ một chiếc SH và một chiếc Quay, em muốn chạy nhanh thì đương nhiên chiếc SH nó bền và nó chắc, thì đương nhiên cái chiếc SH nó phải chạy lẹ hơn cái chiếc Quay rồi, đúng không? Còn thí dụ mình một chiếc Quay mà mình muốn nó chạy nhanh thiệt nhanh thì mình ém nó cho nó chạy thiệt nhanh, đó là cái sự mà dồn nén của mình cho nó chạy nhanh thì đương nhiên nó về nó sẽ dễ bị hư hơn. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng khi mình làm nail cũng vậy, mình làm nail mình mua sản phẩm tốt, mình mua những cái sản phẩm tốt cho mình về mình làm nó rất là ok, là tại vì sao? Cái sản phẩm người ta tốt, mình làm lên cỡ nào nó cũng không có bị hở. Đó là lý do tại sao tình yêu nói là cái sản phẩm nó rất là quan trọng. Nó chiếm tỷ lệ tới 6-70% lận. Còn cái kỹ thuật của mình làm sao để cho nó đẹp là một. Thứ hai nữa là những cái cách của mình làm nó không có bị quá mức. Nó bị coi như là làm nail mà nó bị over, có nghĩa là sao? Cục bột nó vừa đủ thôi, anh chị em đắp dày thiệt dày trên đây. Xong anh chị em dũa không có hết thì nó sẽ bị sao? Nó bị hở. Đó. Dạ con cảm ơn tình yêu nhé, chúc tình yêu sức khỏe. Cảm ơn em Ryan. Đó, cố gắng anh chị em phải cố gắng làm sao những cái gì mà mình cần chia sẻ cho nhau thì anh chị em cứ đặt câu hỏi, tình yêu sẽ trả lời cho anh chị em ha. Nhớ cố gắng mình đắp bột nào cũng vậy, cái móng của tình yêu đắp bột, thí dụ như cái móng nó dài tới cỡ này là mình không thể nào mình đắp dày thiệt dày lên đây. Trời ơi, hồi nãy tình yêu tháo cái bộ móng này ra, tình yêu nói thiệt với anh chị em nha, nhìn muốn khóc luôn. Nó dày quá anh chị em ơi, nó dày quá. Mình đắp, cố gắng mình đắp được có dày, mình là anh chị em nào không biết làm cố gắng nhìn vào cái thẩm mỹ của mình làm nè. Cái thẩm mỹ khi mình làm, thấy tình yêu đắp cục bột không nè, tình yêu đưa lên cho coi, khi đắp cục bột nè, cái độ khơ nó có là một nè, ok, cái độ dày của nó ít hơn, khi mình còn dũa lại nữa nè, đó là cái mình cần phải làm cho nó đẹp. Nhớ những cái gì mà tình yêu đã chia sẻ thì anh chị em cố gắng nghe để mình rút tỉa những cái kinh nghiệm đó để mình làm tốt cho bản thân mình thôi, ok. Rồi khi mình dũa cũng vậy nữa, mình cố gắng mình dũa nè, mình phải để nghiêng cái dũa như vậy. Tại vì sao? Anh chị em cứ để thẳng như vậy, anh chị em dũa nè, đây nè, để thẳng như vậy dũa nè, nó cắt vô tay người ta là một. Thứ hai nữa là nó ăn cái bề mặt bên đây thôi, nó không có ăn ở dưới đây. Nè, tình yêu dũa đây, thấy chưa? Nghiêng qua, mình phải nghiêng cái cây dũa của mình nè, mình nghiêng như vậy thì nó vô trong cái kẽ này nè, nó không có bị đứt tay người ta nè, thấy chưa? Thứ nhất là mình nghiêng nè, cái độ này nó hở nè, thấy cái chỗ này nó hở không? Nó không có vô cái da thịt người ta, nó sẽ không bị đứt tay đứt chân. Cho nên mình phải để mình nghiêng đó, mình có dũa cỡ nào mình cũng phải nghiêng và nghiêng nó qua một chút đó, chứ không phải là mình để vậy cứ mình vô mình dũa sao 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 sao
mình để vô mình giữa là mình cứ đào, hồi có hồi nó cắt cái tay người ta như vậy. Ok, hello anh Kevin. À, dạ không, cho Mia thì nói chung anh chị em cảm thấy cái liquid nào mà mình mua đó, ok, mình mua mà mình xài đó mà nó good cho cái bột của mình, nó hòa tan vào hai cái, nó lẫn lộn vào nhau, nó good thì mình nên xài. Ví dụ như mình xài cái liquid Joe Mea đi, giống như em hỏi anh đi, anh không có xài cái đó, anh xài Keroku, nhưng cái bột đó nó hợp với cái liquid hay không đó. Khi nếu mà hai cái bột nó hợp với liquid, nó hợp với nhau, nó làm cho bột dẻo này kia, thì mình keep đó mình làm. Còn nếu như mà cái liquid mà mình mua về á, nó không có hợp với cái bột á, nó làm cho bột chảy nào kia, mình phải đổi ngay, mình phải đổi nó, mình không thể nào mình giữ nó được. Ok, có nghĩa là người ta nói, người ta bán cái liquid đó là EMA, nhưng với cái liquid EMA nó có hợp với cái bột của mình hay không nữa, mình phải cố gắng, mình phải đi tìm những cái sản phẩm nào mà nó hợp với cái bột mình đang xài. Hoặc là ví dụ như em cảm thấy cái liquid của Joe Mea nó good, thì mình phải đi chọn cái bột, cái bột nào đó là hợp với cái liquid đó. Ok, hay làm thêm một lớp nâng cao nữa hả? Em muốn nâng tới đâu hả? Em muốn nâng tới cỡ nào nữa hả Thảo? Anh có một khúc mà giờ em muốn anh nâng sao, qua Nhật hả? Trời ơi khổ quá đại tử ơi. Đại tử ăn hết, muốn ăn hết luôn cái tiệm của, muốn ăn hết cái khu vực của người ta rồi, làm design từ lưa, muốn nâng cao gì nữa. Giờ muốn nâng gì nữa đây? Anh giờ chỉ cần muốn nâng ngực thôi à. Cái bụng anh hơi bự là bây giờ anh muốn nâng ngực thôi. Bó tay em luôn, phá anh hoài. Rồi anh chị em nào có câu hỏi gì có việc hỏi nha. Cái liquid của tình yêu đang xài là hiệu Keroku. Nó là hiệu Keroku, 90 đồng một gallon. Xài rất là ok, không có mùi nặng. Ở trong tiệm mình cố gắng làm, dù làm 5-7 con khách, 10 con khách mở cửa ra khoảng chừng 15 phút là bảo đảm không có còn nghe mùi nữa. Anh chị em cố gắng đi tìm những cái sản phẩm nào. Tại vì cái người làm nail của mình á, cái người làm nail của mình á, thật sự ra là mình mua cái sản phẩm chỗ nào quen rồi, cứ mình mua cái chỗ đó hoài, mình không có muốn thay đổi. Là tại vì sao? Tại vì á, mình bây giờ nó đơn giản đi, tay nghề của mỗi người mỗi khác nữa. Là lý do là ví dụ như bây giờ mình làm chủ thì mình làm kỹ hơn những người thợ, đúng không? Rõ ràng không? Người chủ lúc nào cũng làm kỹ hơn người thợ hết trơn, là tại vì người ta giữ khách của họ. Còn cái người thợ họ không có làm kỹ giống như người chủ được, thì sao? Họ chạy khách để người ta họ kiếm tiền. Thì đương nhiên chứng tỏ là bây giờ mình muốn họ làm tốt thì mình phải mua cái sản phẩm tốt. Thì họ làm có ẩu cỡ nào thì cái sản phẩm nó giảm đi cái suất hư hỏng rất là nhiều. Cho nên cái người chủ họ làm, ví dụ như bây giờ nói tình yêu đi, tình yêu làm chủ, tình yêu đương nhiên giũa một bàn tay, tình yêu phải kỹ càng, giũa tới, giũa lui, giũa xuôi, giũa ngược. Để làm chi? Tại vì mình làm chủ mà mình đâu có làm ẩu được. Làm ẩu mà khách tới nó mắng vốn thì mình làm chủ mình đâu có nói được thợ, đúng không? Thì đương nhiên mình phải làm thiệt tốt, mà muốn làm thiệt tốt thì mình phải làm kỹ, đúng không? Còn cái người thợ họ đâu có làm kỹ giống như mình đâu, họ làm ẩu để họ chạy khách, họ lấy tiền. Thì chứng tỏ bây giờ mình mà mua sản phẩm mà dởm nữa thì mình về bảo đảm 3 ngày khách nó tới nó mang vốn khoài chịu không nổi, đó là sự thật. Cho nên anh chị em phải cố gắng tìm những cái sản phẩm tốt mà mua về xài. Nay có thêm thợ rồi chế ơi. Ờ vậy hả, hai đứa đang nói chuyện ha. Hai đứa bày rảnh quá. Rồi, nhớ cố gắng khi mình giũa, mình giũa móng á, mình đừng có đè cái cọ này, cái cây giũa này mình chỉ kéo, mình đẩy lên, đẩy xuống thôi, chứ mình đừng có dùng sức. Anh chị em nhớ, tại điều nói rất là kỹ là đừng bao giờ anh chị em dùng sức để mình giũa cho nó, mình dùng sức mình đè quá, mình đè vô hai bên đây nó bị chảy máu này. Bảo đảm 100% luôn. Bảo đảm 100% là anh chị em dùng sức đè nhiều quá nó bị chảy máu. Còn tình yêu làm, tình yêu không có đè. Đó, tình yêu cứ kéo lên, kéo xuống giống như kéo đơn cò vậy. Tại vì sao? Cái bản năng của cái giũa này nó là nó có cát ở trong đây, nó làm cho mòn đi cái móng. Khi mình cái móng mình muốn mòn bao nhiêu thì mình dùng cái giũa này mình giũa thôi. Đúng không? Những cái nail này nè, thật sự ra những cái sản phẩm nail đó, nó đã có tác dụng mỗi cái, mỗi thứ rồi.
Cho nên khi mình làm á, mình đừng có dùng sức, mình chỉ làm theo cái kỹ thuật mà thôi, chứ không thể nào mình dùng sức là mình làm. Có nhiều người bóp phờ cũng vậy, bóp phờ, bóp cục bóp phờ mà thiệt, có nói thiệt á, tôi nói thiệt, có nhìn nó giống như mấy bà già mà không có răng mà cắn vậy đó, nó bấy nhầy luôn, dùng sức nhiều quá. Dạ em có bán bột thôi chị Lan. Em không có bán liquid, nhưng mà em có thể cho chị cái số điện thoại, chị order với cái chị đó, người ta sẽ ship được, tại vì Tình Yêu ship liquid không có được nha. Nếu anh chị em nào mua bột của Tình Yêu thì Tình Yêu sẽ đưa cái số điện thoại cho anh chị em order cái liquid của Tình Yêu đang xài ở dưới Houston, cái người đó họ sẽ ship cho mình ha. Nếu ở trong nước Mỹ là người ta ship vô tư luôn, không có gì đáng ngại, còn ở nước ngoài thì Tình Yêu không có biết. Anh chị em nào có câu hỏi nè. Dạ em cảm ơn, em nói chuyện theo trong nghề thôi chứ không có gì hay cả. Khi mình giũa neo, mình cố gắng, Tình Yêu nói rất là kỹ, khi mình giũa neo, mình đừng có dùng sức, tay chân của mình đó, mình dùng sức, mình rất là mỏi. Có nhiều người đi làm neo về than là tại sao mình mỏi quá, đó là do mình dùng quá sức. Còn cái neo này thật sự ra nó chỉ mệt là sao, nó chỉ mệt là cái đau lưng mà thôi. Đau lưng là do cái tư thế mình ngồi. Còn cái độ mệt á, là tại do mình ngồi á, mình cúi cái đầu xuống nhiều quá, rồi mình dùng sức nhiều quá, nó sẽ làm cho mình bị mỏi, mình giờ mình bị mệt. Tay anh Tình Yêu có bị rung không á hả? Trời ơi, thường thường mà anh nắm con ghẹ đẹp anh rung lắm em, con ghẹ xấu anh đâu có rung. Nhưng mà thường thường anh không có rung mà, tại vì anh khách của anh toàn ghẹ xấu không à, cho nên không có rung. Làm neo mà rung mà sao làm em, làm neo mà nó rung á là không bao giờ làm được nha. Như anh chị em nào mà làm neo mà tay nó bị rung 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 vậy là không thể làm được, thôi đổi nghề đi đó. Nếu mà anh chị em nào mà làm neo mà tay chân bị rung á là lên đổi nghề, biết gì không, làm nghề bưu điện, đứng ngay cửa lè lưỡi cho người ta liếm để người ta dán tem á, cũng được lắm. Chứ làm neo mà tay mình nó rung 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 thì sao mình giũa. Thứ nhất là giũa cái này nó còn đỡ, anh chị em giũa máy mà tay mình rung là mình giũa không được nha. Dạ cảm ơn chị anh. Cái form nè, cái form anh chị em muốn đẹp á, khi nào mình dán cái móng, mình dán cái móng xong rồi mình muốn nó thẳng á, thì mình phải dùng cái giũa mình giũa lại trước khi mình đắp bột. Ok, là tại sao khi mình đắp bột xong rồi mình đắp bột theo cái form của mình, theo cái móng của mình. Ok, chứ mình đừng có để đắp bự ra, cái đầu ra, tại vì sao? Thường thường anh chị em nên nhớ là cái cục bột nó dày lên là cái móng của nó sẽ bự lên. Cho nên khi mình giũa móng á, mình cố gắng mình làm móng đẹp á, là mình muốn cho nó thẳng á, là mình phải giũa cái móng trước, và mình khi mình đắp bột là mình phải gom cái móng nó vô trong, gom cái bột nó vô trong cái móng, thì cái móng bảo đảm nó sẽ thẳng và nó đẹp. Còn anh chị em mà không chịu gom vô đó, anh chị em cứ đắp bột lên tràn lan đại hải, khi mình giũa nó dày quá anh chị em giũa đâu có nổi. Giũa đương nhiên, nếu mà thật sự ra nó dày quá anh chị em giũa đó, là nó sẽ không bao giờ nó mòn được nhiều hết trơn. Thật sự ra cái xếp này nè, cái giũa này nó chỉ giũa cái xếp cho nó thẳng mà thôi, chứ không phải là giũa cho nó mòn thiệt mòn. Mà nếu mà anh chị em muốn dùng sức để mà giũa mòn thiệt mòn thì đương nhiên anh chị em phải dùng rất là nhiều sức. Tại vì bột nó cứng rồi thì nó giống cũng ngang ngửa với cục đá đó, chứ không giỡn đâu. Cho nên là anh chị em nhớ cố gắng là phải làm sao, mình làm cái gì mình cũng phải làm trước khi mình muốn giũa cái móng này á, mình phải giũa cái móng cho nó thẳng cái đã rồi mình đắp bột. Ok, đắp bột vô trong cái móng. Rồi bây giờ mình sẽ giũa. Bây giờ trước khi mình giũa thì mình dùng cái đầu giũa nhọn của mình. Đã, anh chị em nào làm theo cái quay của Tình Yêu thì anh chị em cố gắng giũa cái đầu giũa nhọn này, và trước khi mình giũa là mình phải clean up cái móng của mình, cái đầu giũa của mình cho nó sạch. Cây chắc này đi mua trong Walmart một đồng mấy ba cái. Ok, hai đồng mấy ba cái. Rồi khi mình giũa cái giũa này á, anh chị em phải mở máy thiệt là lớn. Ok, mở máy thiệt là lớn nè, nghe không? Mở máy lớn nè, rồi mình giũa nè, là không có đè nha anh chị em, không có đè. Đó, không có đè là nó sẽ ra bột tròn cuticle của mình nè. Đó, cuticle mình nó tròn nè. Là mình đừng có đè nha, nhớ là đừng có đè, anh chị em thấy rõ không? Mình đè là nó sẽ bị hư. Nghỉ lâu quá, nó cũng 1-2 con thôi em. Anh làm cũng được cả mấy ngày rồi, anh làm nhiều khách rồi cho nên tay anh hết rung rồi.
đó, cho nên là cũng đỡ rồi, không có phải là rung mà giống như mình hơi hơi khượng khượng chút thôi, tại vì mình nghỉ lâu quá cái tay của mình nó khượng khượng thôi chứ đâu có rung đâu. Rung mà chờ khi nào ngày nào mà con vợ nó không cho mình ăn cái gì hết á là mình rung thôi, bỏ đói mình thôi, mình mới 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 mới, mới rung. Anh chị em thấy tình yêu giữa cái đầu giữa này không? Không có đè nha, để cho nó chạy thôi. Nó chạy vô trong cuticle rất là đẹp, nó sát nữa mà nó rất là sạch nữa. Đó, nó sạch nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Nè, để sát lên cho coi, để chạy cho nó đã nè. Coi nè, coi cho đã nha. Để coi tình yêu cho coi nè. Đó. Nè, chạy nè, chạy nè. Anh chị em để nghiêng 45 độ cái đầu giữa nè. Đó, anh chị em chạy nè. Nè, nghiêng qua nè. Đẩy lên nè, đẩy lên, đẩy một chiều thôi chứ không có đẩy hai chiều đâu. Không phải đẩy như vậy đâu nha. Đẩy như vậy có nghĩa là người mình đang chua lại thôi chứ mình không phải mình giũa đâu. Đó, còn giũa là giũa bên tay phải, là mình giũa qua là từ trái qua phải nè, thấy chưa? Nè, lỡ mà nó vô trong tay nè, nó không có đứt tay nè, thấy chưa? Đó. Nhưng mà nó ăn bột. Thấy chưa? Nó sạch sẽ cái móng của mình. Thấy rõ không? Anh chị em có thấy rõ không? Rồi. Rồi xong xuôi mình vũa dưới này nữa nè, mình có phải vũa dưới này nè, đó mình muốn cho nó sạch dưới này mình vũa luôn ở dưới này luôn, đó vũa luôn dưới này luôn, chị anh chị em nào muốn sạch sẽ thì vũa luôn cái này cho nó sạch, vũa luôn mấy cái dơ dưới này nè. Thật sự ra một bộ tay này mình làm không có lâu đâu anh chị em, nhưng mình do mình nói, mình lên live mình nói nhiều và mình ngưng lại mình nói anh chị em hiểu thì nó hơi lâu một chút, chứ thật sự ra mình làm mà mình không có lên live mình làm cho khách. Một bộ tay này mình làm chưa tới một tiếng đồng hồ là mình xong liền rồi. Đó. Đơn giản và đơn giản chứ không có gì khó. Nó cầu kỳ là trừ khi nào mình design nhiều thì nó mới cầu kỳ thôi. Chứ còn mấy bộ tay này á, mình làm rất là đơn giản. Nhưng mà với giá tiền cũng không có rẻ nha. Đó, giá tiền của mình làm cũng không có rẻ lắm. Ok. Anh chị em nào có nhu cầu mua những cái sản phẩm mà tình yêu đang làm trên đây mà anh chị em thấy thích, anh chị em mua về làm thì gọi số điện thoại của tình yêu là 832-216-7717 nha. Đó. Mua ai cũng vậy, mua tình yêu cảm ơn. Ừ. Thấy chưa? Rồi mình thấy mình giũa không? Rất là đơn giản và không có đè cái đầu giũa. Anh Sơn dạy em đi, muốn dạy em cái gì hả? Dạy em gì, muốn dạy em cái gì anh cũng dạy được hết á, từ A tới Z. Hả? Happy Đà Huỳnh, em muốn anh dạy cái gì? Anh tình yêu cái đầu vũ nhọn, linh dưới móng. Khác em ơi, cái đó khác hoàn toàn. Khác nha em, cái đầu nhọn dưới móng là em chỉ để clean ở dưới cái móng thôi. Tại sao anh nói như vậy? Có nghĩa là người ta vẫn không hiểu được. Tại cái đầu nhọn này nè. Ok. Cái đầu nhọn này là cái răng nó khác. Cái răng của người ta để người ta vũa bột, còn cái kia là để mình phá, không thể nào mình vũa nó trên đi cò được. Nếu như cái đầu phá mà mình bỏ lên đây mình vũa là nó phá luôn cái bột này của mình. Còn cái đầu vũa này nó có nhiều cái chức năng. Cho nên khi mình vũa đó, mình không có đè nó sẽ ăn bột rất là đơn giản. Mà nếu mình đè nó xuống nè, nếu mình đè nó mình lấy ra là nó ăn rất là mạnh, thấy chưa? Có nghĩa là cái chức năng của nó khác nhau hoàn toàn nha em. Cái đầu vũa nhọn bên ngoài nó chỉ bán có 7 đồng bạc thôi. Bán 7 đồng, có chỗ bán 5 đồng, có chỗ bán 8 đồng, 7 đồng gì đó anh không biết. Nhưng là cái chức năng của nó hoàn toàn nó chỉ là phá bột chứ không phải là để vũa bột. Ok. Cho nên là không thể nào nó giống nhau hoàn toàn 100% được. Có nhiều người hỏi, ủa cái đầu nhọn ngoài bán có 7 đồng, tại sao anh bán 20 đồng? Không phải là như vậy, anh chị em phải hiểu được lý do tại sao mà mình bán cái đầu giũa 20 đồng. Nó phải khác biệt chỗ nào và nó làm như thế nào người ta mới bán cái giá đó. Ok. Rồi. Bây giờ anh chị em nào có nhu cầu mua cái đầu giũa này thì gọi cho tình yêu 832-216-7717 nha. Rồi bây giờ mình tháo ra, bây giờ mình giũa cái gì? Mình giũa cái đầu giũa mình. Đây cũng đầu giũa này tình yêu bán lòng cái đầu giũa gốm. Nó giũa không có bị đứt tay nha. Rồi trước khi mình làm mình cũng phải clean cái đầu giũa của mình cho sạch. Đó. Rồi mình giũa, khi mình giũa cái này mình nhớ cố gắng mình để số 3 hoặc số 3 rưỡi thôi để mình giũa nè.
nhớ cố gắng giũa đầu giũa, đừng bao giờ mình đè, mình đừng có giờ mình đè cái đầu móng đó, mình đừng có giờ mình đè cái đầu móng của mình đó, mình giũa sơ lại bên trong một lần nữa thôi là xong rồi đó. Như vậy là cái cuticle của mình đã sạch tròn, thấy chưa? Rồi đặt cái giũa dưới, giũa dưới cái nữa là xong. Thấy chưa? Thấy khi mình giũa không? Nó rất là sạch sẽ, gọn gàng. Ok anh chị em. Nhớ là mình đừng bao giờ mình đè cái đầu giũa. Mình giũa móng tay là mình không có đè, mình giũa láng chứ đâu mình lấy đâu có lấy bột ra đâu mình đè làm chi. À, 832-216-7717. Anh chị em nghe rõ chưa? Đọc lại một lần nữa nha. 832-216-7717. Ok. Rồi anh chị em nhớ giũa đầu giũa cũng vậy nữa. Giũa đầu giũa nào cũng vậy. Anh chị em không bao giờ anh chị em đè. Trừ khi nào mình giũa phá bột ra, mình phá cái bột này ra thì mình mới đè xuống để mình phá cái bột ra thôi. Còn cái đầu giũa này á, là để nó chuyên về để cho nó đầu giũa mịn, mình không phải đầu giũa phá mà mình đè xuống chi. Em nghĩ lâu ngày làm lại cũng ngợ tay quá. Ờ à, đúng rồi, thì chút xíu thôi, một hai con khách thôi em, nó cũng ngợ ngợ một hai con khách đầu tiên thôi. Còn bây giờ anh giũa bóng lưỡng luôn, anh giũa dẻo khừ luôn á, cho bằng dẻo khừ luôn là biết rồi đó. Dân miền Tây hay nói vậy. Anh cũng không biết cái câu đó sao. À, nhớ là khi mình làm một hai con khách đầu tiên thì nó ngợ thôi, nhưng mà bây giờ nó hết rồi em, hai ba con sau là nó hết rồi. À, nhớ cố gắng khi mình làm cái móng này mình đắp bột nó nhuyễn rồi đó, mình đắp bột nó chuẩn rồi đó, là mình không có giũa nhiều đâu anh chị em, mình giũa rất là ít, thấy không? Thấy tình yêu giũa rất là ít không? Tình yêu chỉ giũa bên trong một lần và giũa cái này cho nó láng thôi là xong. Đó, giũa như vậy là láng. Nhớ là giũa là đầu giũa, mình phải giũa hết cái móng nha, mình phải nghiêng qua mình giũa hết cái móng chứ không phải là mình giũa ào ào ở trên cái đầu cái bụng không. Mình phải nghiêng qua hết toàn bộ mình giũa. Đó, cái đầu ví dụ như cái móng này nè, bây giờ mình giũa nè. Bây giờ mình phải nghiêng qua nè, anh nghiêng qua để anh thấy đường anh giũa nè. Đó, bà lấy cái ngón tay này anh vạch ra nè. Đó, anh vạch nó ra đút vô nè. Đó, anh vạch nó ra. Anh vạch nó ra đút nó vô nè. Đó, đầu giũa nó vô nè, nó chạy nó phải hết cái móng nha. Khi nào em đăng ký anh sẽ mở lớp lại. Nghe kỳ duyên. À, Duyên Hồ. Hello em, khỏe không? Khi nào em đăng ký lớp anh sẽ mở cửa lại. Ok, lớp học của tình yêu là sẽ có thể là vào tháng 7. Tình yêu sẽ mở lớp lại trong tháng 7 mà không biết ngày nào, chưa có chọn ngày. Chứ phần mình cũng phải hỏi nhà cửa cho nó đâu đó rồi mình mới mở lớp lại. Để trả nợ cho những người mà đăng ký cái lớp tháng 5 vừa rồi bị cancel đó. Tình yêu phải trả lại cho họ. Ok, chứ để lâu quá cũng không được. Trong tháng 7 tình yêu sẽ có lớp lại nha anh chị em. Anh chị em nào có nhu cầu muốn đi học thì nhớ lên Facebook của tình yêu thường xuyên để coi thử cái ngày đi học nào đó thì anh chị em đăng ký lớp đi học nha. Nhưng mà tình yêu nhận cũng có giới hạn thôi, chứ không có nhận nhiều. Ok. Thật sự trong nói thì nói cho sang vậy thôi, chứ mùa dịch này có nhiều người họ sợ, họ cũng không dám đi học đâu. Đó, cho nên là anh chị em đừng có lo. Thật sự ra bệnh hay không là do nên mình nữa anh chị em. Mình phải chịu khó đi ra đường, mình đeo mask đầu vô, rồi mình sẽ mình phải vệ sinh cho mình, bản thân mình trước. Thí dụ như vậy, mình vệ sinh cho bản thân mình trước thì những người xung quanh mình họ cũng phải không có bị ảnh hưởng. Cho nên là thật sự là bệnh dịch thì đương nhiên là có bệnh dịch đó, nhưng mà anh chị em ẩu quá, anh chị em không có đeo mask, anh chị em không có làm cái này cái kia thì nó phải làm cho mình bị dễ bị nhiễm hơn. Ok, cho nên anh chị em đừng có sợ. Thật sự ra mình vệ sinh tốt cho bản thân mình trước là không bao giờ có chuyện gì xảy ra ha. Làm xong là mình phải đi rửa tay lên những cái bàn của mình. Đó, rồi rửa tay rửa mặt này kia cho nó sạch sẽ, nó không bị gì đâu. Nhớ là rửa tay là phải rửa 20 second chứ không phải vô nhúng nước ra nha. Rửa tay trên 20 second giống như ở trên TV họ nói vậy đó.
ghê. Thấy tình yêu giữa rất là lẹ không? Bàn tay tình yêu giữa rất là lẹ, không có để lau được. Ok. Tại vì mình đắp bột rất là chuẩn rồi, mình không cần phải giũa nhiều. Mình đừng có đè cái đầu giũa. Đó là cái mình cần phải làm nhất trong trong cái ngành nail của mình. Mình làm nail, mình giũa nail mà anh chị em đè cả ép gì sao được. Rồi, bây giờ mình phải giũa sơ một cái nữa là xong bộ nail. Là mình bỏ top lên. Đây, mình giũa sơ lại hai bên cạnh nè. Đó, cho nó đẹp lại nè. Đó, giũa sơ lại cho nó đẹp. Tại vì sao nhiều khi mình chạy máy nó bị hai bên cái cạnh mình đặt cái giũa dưới á, mình giũa sơ lại cái nữa thôi. Cho nó đẹp. Đó, giũa sơ lại nha. Rồi. Mình phải chốc cái tay người ta lên nè, đã chốc cái tay người ta nghiêng lên nè, giũa lại cho nó thẳng nè. Đó, giũa lại cho nó thẳng nè. Giữ cho nó thẳng nè. Thấy chưa? Mình để cho nó thẳng, mình giũa lại cái móng nhìn nó mới thẳng được. Tí xíu nó ra khía cạnh nào nó cũng thẳng hết. Mình giũa như vậy thì như thế nào nó cũng thẳng hết á, nó cũng đẹp hết á. À, dạ cảm ơn sư phụ. Sư phụ đâu làm gì đâu, cảm ơn. Giũa giấy anh xài là 80-80 nha em. À, Mai Phương Huỳnh, anh đang giũa cái giũa là 80-80. Tại sao mình giũa cái 80-80? Đây tình yêu sẽ nói luôn. Nếu như anh chị em nào là, nếu anh chị em làm manicure thì anh chị em phải mua cái đầu, mua cái giũa khoảng là 150. À, còn nếu anh chị em nào mà làm tay chân nước á thì nên giũa cái giũa 150. Còn nếu anh chị em nào làm bột á phải dùng cái giũa 80-80. Để chi? Để cái hột cát này nó dày, mình giũa nó đỡ cái mệt đó, nó không có mệt. Tại vì mình cần cái độ dày của cái cát á thì mình giũa nó sẽ bén hơn, okay? Nó sẽ ăn nhiều hơn đó. Anh chị em nên nhớ là phải mua cái giũa 80-80 nha. Đó, rồi bây giờ mình buffer đây, buffer cũng vậy nữa. Buffer nè, mình buffer là mình phải để cái tay vô mình nhẹ thôi nè. Đó, mình không có dùng sức. Có nhiều anh chị em bẻ cong cái này chi rồi giũa chật chi vậy nè, bỏ vô là kéo qua kéo lại giũa nè. Đó, đơn giản thôi. Tại vì sao mình không có dùng sức chứ, không có dùng sức đó, mình không có dùng sức nha. Rồi mình làm. Đó, nhớ cố gắng này, thấy chưa anh chị em? Thấy không, móng tay đơn giản lắm, không có gì khó khăn cả. Thật sự ra những cái bàn tay này nó không có cầu kỳ gì hết. Anh chị em làm những cái đơn giản, anh chị em dễ kiếm tiền. Đó, ví dụ như làm hôm nào mà tình yêu làm những cái design mà nó khó khăn đó, thì tình yêu ít khi nào tình yêu like lắm. Tại vì sao? À, khi nào mà tình yêu làm những cái móng nào mà nó cầu kỳ quá tình yêu không có like. Tại vì cái đó nó mất thời gian rất là nhiều. Ok, go wash your hand. Đó, xong rồi bây giờ mình làm gì nè, mình tháo cái khăn này mình đem đi mình đổi cái khăn khác. Ở trong cái mùa dịch này thì mình phải thay đổi những cái gì cần thiết mình phải làm. Rồi mình chùi cái bàn tí xíu nữa là mình sẽ xịt những cái chất diệt khuẩn ở trên đây, rồi mình đem đi đổi cái khăn này, đổi cái khăn khác. Rồi trong thời gian khách nó đi rửa tay thì mình cũng đi rửa tay cho nó sạch. Đó, rửa tay là rửa tay cho nó sạch. Để chi? Để mình làm tay cho nó dễ. Rồi, mình gắn gài cái hộp sòn cho nó
là bộ neo nó sẽ ra đẹp nha. Cái hộp mình gắn cho nó. Đây. Trước khi mình gắn hộp sòn đó, mình gắn hộp sòn đó là mình phải dùng hai cái chai này, cái chai top và cái chai diamond glue này mình gắn hộp xoàn. Ok. Rồi, mình dùng cái cọ này mình mua ở ngoài nha, chứ Tình Yêu không có bán. Cái cọ này mua ở ngoài, Tình Yêu không có bán nha. Đó, mua cái cọ này về gắn treo. Bỏ treo. Nè, khi mình gắn treo á, mình gắn hộp xoàn á là mình phải làm cái gì? Mình phải lấy một cục bột hơi dày, một cục treo hơi dày. Đó, cục treo hơi dày nè. Thấy cục treo hơi dày không? Rồi mình bỏ lên nè. Mình bỏ nó dày ở chỗ này, mình đẩy nó lên từ từ nè. Đẩy nó lên từ từ. Mình đẩy ra hai bên cái góc. Đó, mình đẩy ra hai bên cái góc. Đó, mình đẩy ra hai bên cái góc là mình kéo nhẹ nhẹ xuống nè. Này mình lan ra cho nó được có dày, thấy chưa? Xong xuôi rồi mình quét hai bên này, đừng có để nó mắc cái xếp của mình nè, thấy chưa? Đơn giản lắm. Rồi xong mình dùng cái top nè, mình bỏ lên. Đây. Cái top nè, mình bỏ lên. Đó, bỏ nhẹ cái tay của mình thôi, đừng có làm ào ào mạnh nó, mình lại đẩy mạnh quá nó bị xịn mắt, nó trôi đi cái lớp treo của mình. Ok. Xong rồi mình làm gì? Mình lấy cái cây gắn hộp xoàn. Đấy, mình cái cây gắn hộp xoàn nè. Đây. Mình lấy một cái hộp nhỏ thôi, mình bỏ lên đây. À, đè nó xuống nè, thấy chưa? Rồi mình bỏ mấy cái hộp xung quanh ở đây. Mấy cái này rất là đơn giản nha anh chị em, nó không có cầu kỳ khó gì hết á. Đó. Thấy chưa? Thấy vậy chứ, nhưng mà nó rất là đẹp, nó rất là dễ thương, nó rất là ăn khách. Không, tuy nó đơn giản vậy chứ mà không có đơn giản đâu nha. Đó. Mình chỉnh đốn lại, khi nào mình phải chỉnh đốn hộp xoàn lại cho nó đẹp đã, rồi mình bỏ vô trong cái đèn. Đó, mình bỏ vô trong cái đèn, see. Ok, quay đi. Đó. Anh chị em có câu hỏi gì không? Dạ, cây gắn hộp xoàn có bán chị Kim Ngọc. Dạ, anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ gọi số điện thoại 832-216-7717. Cái cây gắn hộp sòn này nó gọi là Crystal Katana, ok, 30 đồng một cây, ok. Ồ, anh Tình Yêu dạy neo ở tiểu bang Texas và ở Houston nha, ở Houston. Đó, khi nào mình cũng vậy, mình lấy cục hộp sòn, mình gắn hộp sòn, cục treo của mình nó phải dày, đó, mình bỏ lên, đấy, mình bỏ lên, mình đẩy nhẹ nhẹ vô trong cái kia cái cổ của mình, đó, mình đẩy lên. Đẩy lên cho nó sát, nó nằm đi trong đó, nó dày trong đó. Đó, thấy nó dày không? Rồi mình loan cái chỗ này cho nó mỏng ra. Đó, loan cho nó mỏng ra. Dạ, cảm ơn anh chị em, cố gắng nha. Anh chị em, mấy cái này nó đơn giản lắm. Thật sự ra nó không có gì khó cả, nó không có gì mà mình cầu kỳ đâu. Rồi mình bỏ cái treo nhẹ nè, cái tay của mình nhẹ lên nè, nhẹ nè. Nhẹ nè, thấy chưa? Là nó sẽ láng liền. Nó sẽ bóng. Đó, rồi xong mình bỏ cái gì? Bỏ hộp xoàn lên. Đó, mình bỏ hộp xoàn lên nè. Thấy chưa? Cái cây gắn hộp xoàn này rất là lợi hại nha. Cái cây này là dính vô là nó dính liền à. Hít vô là nó dính. Tình Yêu làm rất là từ từ để chia sẻ cho anh chị em coi. Thứ nhất là mình có thời gian.
Thứ hai nữa là sao mình không có chạy, mình không có, mình trong cái mùa dịch này mình làm mình không có chạy khách đâu, mà sợ mà sợ mất thời gian ha. Cái quan trọng nhất là cái gì? Cái quan trọng nhất là chia sẻ được cho anh chị em coi đó, coi làm sao để học cái cách làm. Thấy chưa, đơn giản lắm, rất là đẹp. Thấy chưa, bây giờ mình bỏ vô trong đèn, mình chỉnh đốn xong rồi mình bỏ vô đèn. Đó, còn một món nữa nè đó, khi nó ra nè anh chị em thấy nó đẹp không? Đây, đưa lên cho coi, khi nó ra là cái hộp xoàn nó dính cứng nhắc, nó dính trong đây nè, nó dính vô mấy cái chân, chân nó dính ở trong đó. Rồi, tiếp tục thôi. Đơn giản mà đơn giản lắm nhưng mà rất là đẹp nhé. Không có gì khó khăn cả. Một cái bàn tay như vậy mình làm, mình thấy nó không có, nó rất là thoải mái đúng không? Mình đừng có gấp, mình không cần phải gấp đâu. Đó, mấy cái treo là mình bỏ lên cũng vậy. Mình đừng có cho nó tràn gian lại hải ra ngoài cái móng tay, mình làm cho nó gọn. Làm cho nó gọn gàng, sạch sẽ vô cái móng tay của mình, thấy chưa? Nó đâu có tràn ra ngoài đâu. Mình làm sao từ từ mà nó rất là chất lượng. Nhớ bỏ cái treo này cũng vậy nè. Bỏ chút xíu nhẹ lên nè. Nhẹ lên nè. Cái tay của mình phải nhẹ cái cọ nè. Nâng cái cọ lên. Mình thơn cái cọ cho nó đừng có dày. Đừng có làm cho nó trôi cái treo ở chỗ này. Đó. Khi mình bỏ hộp xoàn lên nó không có bị trôi thì nó dính nè. Nó dính liền. Nó đè nó xuống là nó dính vô trong cái đó liền. Anh em thấy không, rất là đơn giản mà nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Thấy gì cho nó nhìn nó cũng rất là sang trọng ha. Đơn giản mà không thiếu phần sang trọng, ghê gớm không? Là nó đơn giản rồi mà còn không thiếu phần sang trọng, sao cho nó nghịch quá vậy? Bây giờ xong rồi thấy không, thấy nhìn không, nhìn nó rất là đẹp. Okay. Đó, khi nó ra là nhìn cái bàn tay không? Ô chà là la. Hũ treo này gọi là hũ treo diamond treo gắn hộp xoàn nha em. Em nào có, anh chị em nào có mua nguyên một cặp như vậy là 32 đồng. Một hũ có riêng biệt như vậy là 22 đồng một hũ. Hộp xoàn, một cái chai treo này về gắn, gắn đủ thứ á, gắn hột xoàn rồi rắc hột xoàn rồi làm ba cái clear the này kia mình bỏ lên mình làm vẫn được nha. Nó rất là lợi hại, nó vừa lợi và nó vừa hại nữa. Mà tại sao nó lợi là làm kiếm ra tiền mà nó hại là mình sẽ tốn tiền, gọi là lợi hại. Bỏ lớp treo lên, nhẹ nhàng, cái tay của mình nhẹ nhàng thôi. Đó, nhẹ nè, nhẹ nè. Đó, bỏ hộp xoàn lên nè. Thấy không? Làm từ từ mà nó chắc, từ từ mình làm một cái nó ra là nó đẹp luôn, chứ nó không có bị hư hao hay là mình phải sửa tới sửa lui ha. Mình làm cái gì mình cũng phải chắc như bắp. Đó. Bắp nhiều khi cũng chưa chắc bao chắc nữa, bắp nữa. Bắp mà nhiều khi bắp gặp bắp nó bị bắp cứng ngắc hay sao bạn. Nhớ cố gắng làm từ từ mà nó chắc thiệt chứ bộ, làm từ từ mà nó không có bị ảnh hưởng gì tới cái công việc của mình, là mình không có bị sửa nhiều. Đó, khi xong rồi mình chùi hai bên đây. Đó, chùi cái đầu bỏ vô. Đó, anh chị em khi thấy nó ra nó đẹp không, thấy không, cái bàn tay đây là chưa có bỏ lớp treo bên đây nữa là ra là tuyệt vời luôn. Đơn giản lắm, không có gì khó cả. Nhưng hôm trước em có mua bột của anh về làm, bây giờ làm hết rồi, kêu chị mua thêm. Dạ, cảm ơn các anh, cảm ơn em nhiều nha. Nhớ mua anh hoài đi, thương ai cũng vậy, thương anh đi anh, cảm ơn. Rồi sao mình dẹp đi mấy cái hộp xoàn của mình đi, rồi mình bỏ treo lên sau.
Hả? Ồ, tới đúng giờ luôn về. Oh la la, exactly ha. One minute, I'm done. Fish. I know I should have bought one. I came for it on the way. No. Rồi mình dẹp xong rồi mình bỏ treo ha. Yeah. Kate and Lisa, each one have two. Mà chú Kate không chịu mua. So they still how many you got? Long time. So Kate and Lisa got one and. Đúng rồi em không có dùng cỏ keo làm sao em chết? Don't keep them too much though. Wow, it's so beautiful color. Okay, put in. À, đẹp, đẹp nhức nách luôn. À, mà không chịu mua là sao? Kêu mua mà không chịu mua hả? À, cảm ơn anh Hà Trần. Khỏe không anh Hà? Khỏe không? Khỏe không anh Hà Trần? Em làm những nail, những cái nail đơn giản này để chia sẻ cho những anh chị em nào có nhu cầu muốn làm design đơn giản để kiếm tiền thì mình vô làm mấy cái này nè, nó rất là đơn giản và nó rất là đẹp. Đó, nó không có cầu kỳ lắm. Bộ nail nhìn nó rất là sắc sảo mà nó rất là không có màu mè nhưng mà nó rất là đẹp. Thấy không? Thật sự ra mà làm nail mà màu mè quá nhìn nó sến lắm, nhìn nó không có ra bộ nail đẹp. Ok. Ok, cuối cùng là gì? Cuối đi. Cuối đi. Đúng không? Yeah. Đây xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ một cái lớp, là lớp cuối cùng là cái lớp dầu, mình không thể nào thiếu được đó, cái lớp dầu này. Bỏ lên cho da bôi nó bóng bẩy nè, khi mình chụp hình nó rất là đẹp đó, anh chị em thấy không, rất là đơn giản và không có cầu, không có đó, lấy tờ giấy chùi cái tờ giấy nè, chùi cho nó sạch nè, chùi là phải chùi ngược lên, đừng có chùi vô trong cái móng nha, nhớ cố gắng đừng chùi vô móng nha, đừng có chùi vô cái móng đó, chùi cho nó sạch sẽ để hồi mình chụp hình rồi nhìn nó bóng bẩy cái bàn tay thôi, nó không có thiếu sót được những cái yếu điểm nào mình cần phải chụp hình. Thấy chưa, đó, đẹp lắm. Bỏ dầu rồi vô chụp một tí xíu ra là nó giống như cái gương luôn, nhìn cái móng nó giống như cái gương luôn. Rồi, đưa bàn tay kia đây. Đây. Anh chị em thấy không? Nó rất là đơn giản và nó rất là đẹp, không có thiếu phần. Okay, bây giờ tình yêu sẽ để đây và cho chị em coi một cái nữa là mình chia tay ha. Nên thợ không mua nữa, anh giúp em nói sao cho chủ mua. Ồ, cái đó thì tùy theo thường người chủ thấy, người chủ phải thấy cái bàn tay anh làm nó đẹp dễ thương gì người chủ sẽ mua ha. Đây, bây giờ tình yêu sẽ để đây và chia sẻ cho anh chị em coi một lần nữa là mình chia tay ha. Đây, trước khi mình ấy mình hạ cái đèn xuống, mình hạ cái đèn xuống mình thấy nó rất là rõ. Anh chị em thấy rõ không? Rồi, anh chị em cho mình vài trái tim để ủng hộ tinh thần đi. Dạ, em còn bán đầu dũa nha chị. Chỉ có em không có bán em thôi à. Dạ, anh chị em nhớ cố gắng coi xong rồi cho mình vài trái tim. Dạ. Ồ, cọ treo không bao giờ rửa nha anh. Không bao giờ rửa cọ treo. Cọ treo là chỉ có quẹt cho nó sạch rồi bỏ vô lại thôi. Đừng có để cho nó dính vô trong cái đó một số treo. Mà cố gắng anh chị em đừng bao giờ rửa cái cọ treo nhé. Rửa cái cọ treo là xong luôn.
Rồi, đơn giản là vậy. Rồi, chúc anh chị em một ngày thật là vui vẻ, một đầu tuần đầy năng lượng, đầy sức khỏe luôn. Thank you các anh chị em đã